Chào bạn, bạn đang nghe podcast báo Tuổi Trẻ. Sau khi bị hàng trăm sinh viên cao đẳng và đại học ở Cần Thơ tố cáo, nam thanh niên 22 tuổi bỏ trốn, nay đã ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 5 tháng 6, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết Trương Quang Anh Đức, 22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, đã đến cơ quan công an tại thành phố Hồ Chí Minh để đầu thú. Đức được di lý về Cần Thơ để phục vụ điều tra. Trước đó, hàng trăm sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng tại Cần Thơ đã tố cáo Trương Quang Anh Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo phản ánh, từ năm 2020 đến nay, Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ cho mượn chứng minh nhân dân, căn cước công dân và ký tên khống vào các hồ sơ vay tiền, mua hàng trả góp. Sau khi hoàn tất thủ tục, Đức cho các nạn nhân 400.000 đồng và chi một khoản tiền cho những người này giới thiệu thêm người khác tham gia ký hồ sơ. Khi bị bên cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố đòi tiền, hàng trăm sinh viên mới biết mình phải ôm món nợ từ 10 đến 60 triệu đồng của Đức. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an Cần Thơ, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác minh. Công an quận Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên vận động gia đình kêu gọi ra đầu thú. Bước đầu, Đức thừa nhận đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ với số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast báo Tuổi Trẻ. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.